Bây giờ hả, Phương Linh muốn hiểu rõ hơn về các thành viên trong nhóm của 365. Thì ở đây là Linh đã có những mệnh đề sẵn rồi. Khi mà Phương Linh nói ra cái mệnh đề này thì cả ba thành viên trong nhóm sẽ chỉ về một thành viên phù hợp với cái mệnh đề mà Phương Linh đưa ra. Bắt đầu nha. Thành viên ở dơ nhất nhóm. Anh thích Will rồi đó. Nếu cách đây 2 năm thì vậy nhưng mà bây giờ thì mới Will. Mệnh đề thứ hai. Okay. Thành viên thích soi gương nhất nhóm. Yeah. Thành viên đánh đá nhất nhóm. Đánh đá. Thành viên nào đào hoa nhất nhóm? Will. Hay có những hành động kỳ quặc nhất nhóm? Đúng rồi. Cái gì cũng vậy với tôi vậy mấy bạn. Tại sao biết không? Tại có một lần hồi xưa lúc cái phòng bà sao đang ở đó là có cái cửa mặc dù đóng lại nhưng mà nó vẫn có màn kiến. Thì mọi người ở ngoài đứng nhìn vào nhé, thì đang ở trong á, khóa cửa lại. Cầm gói bông vừa thảy lên vừa cười. Cho nên là từ đó đến giờ nếu này hỏi IT thì nói là đó là tập diễn một khung cảnh. SC đã từng nghiên cứu thì những người kỳ hoặc là những người thành công nhất. Đủ rồi, rồi xong rồi cũng được. Ăn nhiều nhất nhóm. Người thì bầu chọn là Will, người thì bầu chọn là Chun. Không, cuối cùng là Isaac. Đây, cả hai. Thật ra đây, SC giải thích cho. Đây là người ăn rất là nhiều lần, mà đây là một lần ăn rất là nhiều. Cho nên là... nhau rồi. Có nghĩa là anh thích ăn những gì ngon, em hiểu không? Chun có một đặc điểm đó là lấy đồ của người khác ăn xong tự cảm ơn mà người ta không thể cho. Không, có đó. Cái đó là Will. Cái đó là Will, lộn rồi, Will. Ví dụ để đồ ăn ra. Phải nói là, ê Chun ơi, được rồi, ăn bỏ, Chun nó mới lấy nó ăn. Chun là đang tết đó nha, chứ không phải là đang nói về heo hay là gì. Chắc là cái mệnh đề gây ra nhiều tranh cãi quá. Tất cả là tại em với em nói ai ở đây Phương Linh. Câu cuối cùng, hiền lành nhất nhóm. Ý anh đó, anh là như là anh hiền. Rồi thôi mình mở qua đi ha.